quý vị, như quý vị đã biết, đây là năm thứ 17 của Viết về nước Mỹ. Viết về nước Mỹ được thành lập ở ngay tại quận Cam chúng ta năm 2000, nhưng đây là lần đầu tiên mà giải Viết về nước Mỹ được chính thức bảo trợ bởi Hội đồng Giám sát quận Cam. We'd like to invite up next an honor guest, one of our own, County Orange County Supervisor Andrew Doe. Xin mời giám sát viên Andrew Doe. Cảm ơn luật sư. Kính thưa quý vị, thứ nhất chúng tôi xin lỗi for giving formality. Chúng tôi vừa có chương trình tại nhà hội bên Times Square Park và mình vừa mới chấm dứt xong thì chúng tôi chạy ngay tới đây, thành ra cũng chưa có thời gian thay quần áo. Chúng tôi cũng cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi là trong vai trò là giám sát viên của Đại học Nộp đã tới đây để chia một vài suy nghĩ với quý vị. Đại học Nộp là có thành phố Santa Ana, Westminster, Garden Grove, một phần là Fountain Valley, cái phần người Việt Nam nhất. Có nghĩa là địa hạt nội của chúng tôi gồm có gần như là hết cái khu của Việt Nam gọi là Little Sài Gòn. Chúng tôi được biết giải và viết về Việt Nam cũng được nhiều năm rồi. Như chúng ta được giới thiệu là giải này đã có từ 17-18 năm nay, đây là năm thứ 18. Và chúng tôi bao giờ cũng ngưỡng mộ cái việc làm của Việt Báo và ban tổ chức đã bỏ công, bỏ của ra để bắt đầu một cái truyền thống cho chúng ta được nhiều năm và nhiều thế hệ tới. Chúng ta ngồi đây là phần đông mình ở lớp tuổi là phụ huynh, ông bà, ba mẹ. Chúng ta phải nghĩ tới là những cái gì mà chúng ta làm ngày nay, mình tạo ra ngày nay, cái lịch sử nó sẽ truyền lại cho tới thế hệ, những thế hệ sau. Và những việc làm này và những cái lời suy nghĩ, những cái ý tưởng của mình về cái kinh nghiệm mình đã trải qua là người tị nạn và bây giờ là người Mỹ gốc Việt, thì đây là một cái lịch sử mà sẽ rất là quý báu cho các con em cháu của mình trong tương lai. Và vì thế cho nên chúng tôi rất hân hạnh khi lên làm được giám sát viên. Và chúng tôi là dân cử và thay mặt cho quận Cam thì chúng tôi đã cố gắng mang hết tất cả những cái khả năng mà làm việc được giúp cho cộng đồng chúng ta, chẳng hạn như là giải viết về Việt Nam để có thể mang tới cho cộng đồng chúng ta. Nhưng quan trọng hơn nữa là cách đây hơn 10 năm, gần 15 năm là Quốc hội của Liên bang đã chấp nhận cái công trình của Việt Báo và giải viết về Việt Nam. Mà đến ngày nay chúng ta chưa được cái giải đó chấp nhận nhìn thấy chính thức ở quận Cam. Và chúng tôi là giám sát viên, xin thưa quý vị, cho tới tháng tới, tháng 9, mà tôi sẽ nói với Hòa Bình là chúng tôi sẽ làm một cái dịp để trong buổi họp của Hội đồng Giám sát quận Cam sẽ mời Việt Báo tới và mời ban tổ chức tới để chúng tôi chính thức chấp nhận việc làm của Việt Báo và viết về Việt Nam. Và hơn nữa là mình làm việc không phải là chỉ để cho cái symbolism của nó không thôi, mà chúng tôi cũng sẽ chỉ định cho hệ thống thư viện công cộng của quận Cam là từ bây giờ trở đi bất cứ thư viện nào trong quận Cam cũng đều phải có bộ sách viết về Việt Nam để chúng ta có cái lịch sử đó để giữ mãi mãi trong quận Cam. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi được một vài lời và chúc quý vị một bữa cơm ăn vui mừng. Xin cảm ơn giám sát viên Andrew Doe và chúc mừng ông trong những công cuộc mà đã hoạt động thật là tốt trong những ngày tháng qua. Cho anh chọc chùa giám sát viên chút xíu. Giám sát ơi, viết về Việt Nam nhiều chuyện, không có viết được đâu, viết về nước Mỹ thôi. I'm just kidding. Writing on America Awards. Speaking of which, we are going to have now the 9th final awards of this year. 9 giải chung kết năm nay gồm 5 giải danh dự, 1 giải trùng quang, một giải vinh danh tác giả, một giải vinh danh tác phẩm và giải quán quân 2017 vinh danh tác giả và tác phẩm. Mọi người sẵn sàng chưa? Thưa quý vị, bắt đầu với giải danh dự năm nay thuộc về tác giả Võ Phú, tác giả Đông Trinh, tác giả Năng Khiếu, tác giả Hoàng Đình Minh Long, tác giả Đặng Hà Nội và xin mời tất cả các tác giả bước ra sân khấu. Chúng tôi cũng xin mời những vị sẽ trao giải chuẩn bị để lên sân khấu. We'd like to invite thị trưởng Trí Tạ, tác giả quán quân Phương Dung, tác giả quán quân Phạm Hoàng Chiên, tác giả quán quân Khôi An và anh Danny Trần from Unibank getting ready to present their works.
vị, giải danh dự thứ nhất thuộc về tác giả Võ Phú đến từ Virginia. Xin mời anh Võ Phú. Và chúng tôi cũng xin mời thiên trưởng Trí Tả lên trao giải cho tác giả Võ Phú. Kính quý vị, tác giả Võ Phú hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Tác giả tham gia viết về nước Mỹ từ năm 2004. Năm nay thắng giải với hai bài viết mới, Nàng Dâu và Đôi Cánh Lớn Vẫn Còn Rung, kể về quan hệ giữa con cái và đôi cánh lớn của một bà mẹ Việt ở Mỹ. Giải danh dự kế tiếp thuộc về tác giả Đông Trinh. Và chúng tôi xin mời tác giả quán quân Phương Dung lên trao giải cho tác giả Đông Trinh về từ Arkansas. Thưa quý vị, tác giả Đông Trinh với hai bài viết thắng giải năm nay đó là Má ơi và Con thương yêu của mẹ, nói về tình mẫu tử của hai thế hệ. Xin cảm ơn quý vị. Giải danh dự thứ ba, chúng tôi xin mời tác giả Năng Khiếu. Tác giả Năng Khiếu là cư dân của Westminster và xin mời tác giả quán quân Phạm Hoàng Trương lên trao giải cho tác giả Năng Khiếu. Kính thưa quý vị, tác giả Năng Khiếu là tác giả của tác phẩm Người Quá Phụ Tuổi Dậu. Tác giả Năng Khiếu tham dự viết về nước Mỹ từ tháng 8 năm 2015 và đã nhận giải đặc biệt năm 2016 và năm nay là nhận giải danh dự. Xin cảm ơn tác giả. Giải danh dự kế tiếp thuộc về tác giả Hoàng Đình Minh Long, cư dân của thành phố Huntington Beach. Chúng tôi xin mời giám khảo Khôi An lên trao giải cho tác giả Hoàng Đình Minh Long. Tác giả đã thắng giải với bài viết là Cầu Được Ước Thấy, kể về một cái ước nguyện thành toại xảy ra trong đầu của mình. Tí nữa là chúng tôi sẽ tha hồ phỏng vấn anh này, bởi vì anh cầu gì được nấy thử ra, cầu thắng sức bởi lo tô có được không? Kính quý vị, giải danh dự cuối cùng thuộc về tác giả Đặng Hà Nội đến từ Minnesota. Xin mời tác giả Đặng Hà Nội. Và chúng tôi cũng xin mời anh Daniel Trần từ Union Bank lên trao giải. Kính quý vị, tác giả Đặng Hà Nội là tác giả của bài viết Sứ Mệnh Của Anh Kha, là một câu chuyện hồi tưởng về những tình tiết có thật của một người Mỹ tên Robert Rusakats bay chuyến Pan Am đến Sài Gòn vào những ngày Sài Gòn hấp hối cuối tháng 4 năm 1975. Xin chúc mừng tác giả. Cảm ơn anh Daniel Trần. Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các tác giả và những người trao giải. Và chúng tôi cũng xin mời 5 tác giả trúng giải cùng tiến lên và 5 vị trao giải để mà chúng ta có thể có một bức hình lưu niệm. Bức hình lưu niệm, xem kẽ, mình có chụp hình kịp lưu niệm. Xin cảm ơn tất cả các tác giả và những quý vị trao giải. Xin mời quý vị trở về trong hội. Trước khi mà chúng ta bước vào 4 cái giải thưởng lớn thì chúng tôi xin mời một trong những vị chánh chủ khảo của viết về nước Mỹ hàng năm, ông sẽ lên đây để phát biểu trước khi chúng ta bắt đầu với cái phần trao giải này. Xin mời chánh chủ khảo Nguyễn Xuân Nghĩa, đẹp trai nhưng khó tính. Xin kính chào quý vị. Tôi đã có tham vọng trở thành tác giả viết về nước Mỹ mà chưa có cái khả năng. Và vì chưa có cái khả năng đây, tôi xin phép trước tiên đó là lạc đề. Khi quý vị bước vào trong này, đó, ở bên tay phải quý vị có những cuốn sách viết về nước Mỹ. Mấy cuốn đã có rồi. Bên cạnh quý vị có thấy một bộ Lưu Trai Chí Dị của một cái người tôi nghĩ là tri kỷ và một cái người tôi vô cùng kính trọng về cái kiến thức về khoa học lẫn cả hán học và văn hóa. Bộ Lưu Trai Chí Dị đó là do nói giáo sư cũng thường quá học giả Đàm Quang Hưng phiên dịch. Ông đã mất rồi nhưng mà bộ sách vẫn còn. Thành ra nếu mà chúng ta muốn đọc thế nào là Lưu Trai Chí Dị, không phải là đào chính nhất, không phải là của một số người chỉ có dịch được một phần thôi. Giáo sư Đàm Quang Hưng đó, ông đã dịch toàn tập hết tất cả. Và quý vị nên ra đó mua về một bộ. Và nếu mà không còn đủ nữa đó, thì xin lạc, liên lạc với lại Việt Báo.
học giả Đàm Quang Hưu đã mất. Ông là cái người nổi tiếng ở vùng đất Houston. Và bây giờ sau khi lạc đề xong đây, tôi đi sang đến chuyện báo chí. Nếu mà ngày mai đó quý vị đọc báo đó, thì quý vị sẽ thấy một cái tin rất lạ là có một ông già hơn 70 tuổi xin ghi danh đi làm người cứu hỏa. Thế thì sở cứu hỏa đã hỏi rằng là ông đã có kinh nghiệm về người cứu hỏa chưa, với lại cái sức vóc của ông ấy. Như vậy, tôi bảo rằng là tôi chưa bao giờ làm người cứu hỏa, nhưng mà tôi chuyên trị về đi chữa lửa. Và chữa đâu là đi khói nghi ngút lên đến đó. May cho tôi đó đó, và cái ông già đó đó là chính là Nguyễn Xuân Nghĩa này. May cho tôi đó là tôi có vẫn một cái nơi để đi về. Người ta nói là gái 17 bẻ gãy sừng trâu, viết về ông Mỹ đã qua 17 rồi. 17 tuổi đi vào tuổi thứ 18. Và tôi trong 17 năm của cái cô gái đó đó là tôi đã 14 lần đi làm trưởng ban tuyển chọn. Thì năm kia rồi đến năm ngoái, năm nào cũng vậy. Tất cả tôi bảo rằng là không thể nào tôi làm một cái nhiệm kỳ nó dài còn hơn là 2-3 nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ nữa. Thì tôi xin nhìn lại cho một quý vị khác, một cái người mà đã từng đã được giải thưởng ngay từ thời đầu của Viết Về Nước Mỹ, từ những năm 2000. Và ngày hôm nay đó, đó là trưởng ban tuyển chọn, hoặc là nói theo chữ với lại cái ngoặc kép nháy nháy đó là chánh chủ khảo đó, Trương Ngọc Bảo Sơn, người kế nhiệm của tôi. Và tôi rất mừng được có Trương Ngọc Bảo Sơn ở đây. Cảm ơn anh Nghĩa đứng kế em.